là máy cho Future 125 FE, cải thiện cái xe khách. Máy này chạy yếu hao xăng nha nè, bầu đóng khói một đóng nha, lắp ráp là gần xong rồi nha nè. Honda Future 125 FE, làm full nồi full máy nha nè, bao mạnh bền bóc tiết kiệm xăng nha nè. Đi tour đi phượt vô tư nè ha, chạy nhẹ xe. Anh có nhận làm nồi làm máy, nâng cấp máy cho anh em ha, lên full 125, 135, 150, 175, 200, 250 nha anh em. Bao bền mạnh và tiết kiệm xăng. Anh em nào xe chạy yếu hao xăng, máy kêu nồi kêu, cứ qua tìm cái xe Khánh, tới địa chỉ 462/15, đường 3 tháng 2, phường 2. Có nhận sơn xe dọn khiển lên thắng đĩa trước sau luôn nha anh em, lên con tay nha anh em, chung là làm hết cho anh em luôn. Anh em ở xa không tới tiệm thì gửi xe hoặc mua phụ tùng ha, liên hệ số điện thoại Khánh 038 9910 535. Tranh thủ tới sớm nha nè, tới trễ thì ngồi đợi rất là lâu anh.